Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Sau khi đã lựa chọn được bộ ấm trà phù hợp với không gian cũng như sở thích cá nhân, thì điều tiếp theo gia chủ nên suy nghĩ chính là vị trí đặt bộ ấm trà sứ sao cho phù hợp. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ mách nhỏ với quý gia chủ về vị trí đặt bộ ấm trà sứ trên bàn trà. Đặt bộ trà sứ tại tâm bàn hay đặt bên hông bàn nếu bàn sát với tường. Nếu đặt bộ trà ở trung tâm thì nên đặt tách, đĩa và âu nên xếp bao quanh ấm trà. Về hình thức, bộ ấm trà sẽ thể hiện được sự tào nhã vốn có và đồng thời khi rót trà tiếp khách thì rót đều hết mọi hướng. Nếu đặt bộ trà về một phía của bàn thì đặt tách, đĩa và âu trà phải hướng về phía phần bàn trống, tức là hướng ra phía chỗ ngồi. Để rót trà sẽ tiện hơn, ai cũng có thể nhìn thấy và dễ dàng lấy được tách trà. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.